Xin chào quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục bản tin 24 giờ của JBS được phát sóng vào lúc 7 giờ tối các ngày trong tuần. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ điểm qua một số thông tin đáng chú ý. Các tin chính trong bản tin hôm nay: Iran tăng hình phạt đối với hành vi khai thác crypto bất hợp pháp trong bối cảnh nước này phải đối mặt với tình trạng thiếu điện trầm trọng. Và tin tiếp theo: Opera phát hành trình duyệt crypto cho các thiết bị di động iOS với nhiều tính năng ưu việt. Terra tiếp tục bơm thêm 1 triệu đô la token Luna cho kế hoạch mua thêm Bitcoin của Luna Foundation Go. Và cuối cùng, nhóm hacker tấn công cầu nối Rooney của Access Infinity bị Mỹ cáo buộc có liên quan đến Bắc Triều Tiên vẫn đang tiếp tục rửa hàng chục triệu đô la đánh cắp được. Và nội dung chi tiết sẽ có ngay trong bản tin sau đây. Iran tăng hình phạt đối với hành vi khai thác crypto bất hợp pháp. Iran ban hành quy định mới, tăng mức phạt tiền từ 3 đến 5 lần và phạt tù người vi phạm. Thu hồi giấy phép kinh doanh trong trường hợp vi phạm nhiều lần đối với hành vi khai thác tiền số bất hợp pháp bằng cách sử dụng điện được trợ cấp. Quy định mới của Iran nêu rõ bất kỳ việc sử dụng điện được trợ giá nào dành cho hộ gia đình, người đăng ký công nghiệp, nông nghiệp và thương mại để khai thác crypto đều bị cấm. Ngoài việc trả các khoản tiền phạt đã được đề cập, những người khai thác cũng phải bồi thường những thiệt hại mà họ gây ra cho mạng lưới điện quốc gia. Iran hiện đang cấp phép cho hơn 1.000 đơn vị khai thác tiền số. Tuy nhiên, lượng khai thác trái phép, lợi dụng điện dân dụng được trợ giá cũng đã tăng lên nhanh chóng. Trong bối cảnh nước này đang phải đối mặt với vấn đề thiếu hụt điện nghiêm trọng do lượng mưa giảm và hạn hán kéo dài. Và tin tiếp theo, Opera phát hành trình duyệt crypto trên iPhone và iPad. Opera đã phát hành bản beta của trình duyệt Web3 với ví tiền thực số tích hợp với các thiết bị iOS, iPhone và iPad. Trình duyệt crypto của Opera đã có sẵn cho người dùng máy tính để bàn Mac, Windows và người dùng di động Android từ tháng 1 năm 2022. Bản phát hành dành cho các thiết bị di động là bước mới nhất trong dự án trình duyệt crypto, một sáng kiến tập trung vào Web3 để hỗ trợ điều hướng trên các ứng dụng phi tập trung, DApp, game và nền tảng Metaverse của Opera. Các tính năng chính bao gồm ví Opera với sự hỗ trợ cho hệ sinh thái Ethereum, Polygon và Celo để mua bán và chuyển các mã thông báo. Người dùng cũng có thể khôi phục mọi ví tương thích với máy ảo Ethereum, với ví Opera gốc và tích hợp tài sản số dư hiện có của mình. Trên trang web của trình duyệt, người dùng có thể xem doanh số NFT mới nhất và một công cụ tổng hợp tin tức có tên là Crypto Corner với các cập nhật trực tiếp về giá tài sản kỹ thuật số và phí gas, cũng như airdrop và thậm chí là tài liệu, tài nguyên giáo dục, nâng cao kiến thức về crypto. Và tin tiếp theo, Terra Realm Lab tặng thêm 10 triệu mã thông báo Luna cho Luna Foundation Go. Sau khi nhận được khoản nguyên góp 1,1 tỷ đô la vào tháng trước, Luna Foundation Go tiếp tục nhận được thêm 10 triệu đô la mã thông báo Luna khác, trị giá khoảng 820 triệu đô la từ Terraform Lab. Luna Foundation Go là tổ chức phi lợi nhuận trực thuộc của Terra, được giao nhiệm vụ thế chấp đồng tiền ổn định USD để giữ cho đồng tiền này luôn được neo giá với đồng đô la Mỹ. Ngay sau thông báo ngày 14 tháng 4, Terra đã chuyển 7,8 triệu Luna, khoảng 630 triệu đô la cho Luna Foundation Go. Số tiền này có thể được tiếp tục dùng để mua Bitcoin dự trữ cho quỹ Luna Foundation Go, nằm trong kế hoạch dành 10 tỷ đô la mua BTC dự trữ của Terra. Hiện tại, tổng số dư dự trữ của Luna Foundation Go là 2,44 tỷ đô la, với BTC chiếm khoảng 70%, trong số đó là 1,71 tỷ đô la. Sau đợt mua Bitcoin gần đây nhất, bao gồm cả việc mua khoảng 2.500 BTC, khoảng 10 triệu đô la, ví Bitcoin của Luna Foundation Go đã trở thành ví lớn thứ 3 trên thế giới, chỉ đứng sau MicroStrategy và Tesla. Và tin cuối cùng, nhóm hacker tấn công Rooney có liên quan đến Bắc Triều Tiên tiếp tục rửa tiền. Một địa chỉ ví Ethereum bị cáo buộc là của Bắc Triều Tiên, gắn với vụ hack 625 triệu đô la nhằm vào cầu nối Rooney vào ngày 29 tháng 3 năm 2022, tiếp tục rửa 2.915 Ethereum, khoảng 8,8 triệu đô la. Vào sáng ngày 16 tháng 4, một ngày sau khi các quan chức Hoa Kỳ đưa địa chỉ ví này vào cơ sở dữ liệu trừng phạt của họ, trong 10 ngày qua, địa chỉ này đã đẩy mạnh việc rửa tiền bằng cách gửi các lô Ethereum trị giá khoảng 10 triệu đô la đến các ví trung gian để xử lý thông qua Tornado Cash. Tính đến nay, tin tặc đã rửa gần 90 triệu đô la thông qua Tornado Cash. Ngày 14 tháng 4, Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết ví này đã được liên kết với Zazaru Group. Sau đó, FBI cũng đã xác nhận. Thông qua các cuộc điều tra, FBI có thể xác nhận Zazaru Group có liên quan đến Bắc Triều Tiên, chịu trách nhiệm về vụ đánh cắp 625 triệu đô la, được báo cáo vào ngày 29 tháng 3 vừa qua. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi những thông tin của JBS. Hãy like, share và subscribe kênh để nhận được những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!